Tức là môn phái này có tuổi đời rất là lâu, thậm chí là không kém gì Bách Khoa. Nhưng mà tuy nhiên hiện tại là môn phái này có rất nhiều thăng trầm, và đặc biệt là từ năm 2013 trở đi, môn phái này đã có một cái gì đó gọi là cái sự giã đám. Và vì tôi kiểm tra tôi thấy rằng thứ nhất là sinh viên yếu hơn rất nhiều. Cái thứ hai là khi hỏi đến các thầy thì các thầy cô học, tức là các thầy cô dạy dạy theo kiểu dạy Lotus, nhưng mà cái kỹ năng cho sinh viên thì rất là kém. Hỏi ra thì tại sao? Tức là các thầy không bị đánh trận nhiều, thiếu thực chiến. Và môn phái Mani thì các bạn thấy cái chữ từ ngày đây thì có nghĩa là môn phái này các bạn ấy có một cái quân thì rất đông, có tới 15.000 sinh viên. Tuy nhiên quân đông nhưng không tinh, võ công căn bản thấp kém và luôn luôn là bị người khác hạ hiếp. Môn phái Nga Mi là một phái gọi là luôn luôn là bị hiếp đáp ở trong phim, là bị đủ thứ phục hành. Và bây giờ đến năm 2013 là một năm là môn phái Nga Mi này đã bị một lần là sang tên đổi chủ, và tệ hơn nữa là năm 2016 thì môn phái này đang bị một bang hội thanh toán, đó là Hùng Bá Thiên Hạ Vô Địch, và đang thanh toán. Và đấy, đúng rồi. Thì đây là Thiên Địa, Hùng Bá là một nhân vật nổi tiếng trong gọi là phong vân truyện và là người vô địch thiên hạ. Thì hiện tại ngay cả nguyên chủ Võ Lâm cũng phải nhờn. Và các bạn lách sang slide tiếp theo, tôi giới thiệu về môn phái Mani này. Thì đây các bạn thấy là tôi có thể đưa ra một số ý kiến. Cái thứ nhất là môn hạ, môn phái này không đối tranh với đời. Ví dụ như Tuyệt Diệt Thư Thái với Chủ Lan vẫn là Hải Tân. Một là tuyệt kỹ. Tuyệt kỹ và bí kíp một đống dùng. Tôi đã review rất kỹ học liệu của môn phái này. Bản chất là tôi nghiên cứu học liệu của mọi môn phái, nhưng riêng môn phái Nga Mi này tôi nghiên cứu rất kỹ. Ví dụ không ở đâu mà có như môn phái Nga Mi này, tức là sinh viên FE lại học cả đúng. Cái gì các em cũng học, nhưng mà cuối cùng học ra các em chẳng biết tí gì cả. Và tìm ngôn thì yếu, ngoại giao tiếp và ngoại giữ mình. Và được mỗi cái là các em chỉ có ngoan thôi. Ngoan ngoan một cách là ngoan cực kỳ là sợ thầy. Ngoan và dễ thương. Đấy. Sinh thì về cơ bản thì cũng bình thường, không sinh lắm. Đấy. Các bạn lên tiếp. Và đây là cái rất thú vị, và khi tôi đã thử lùng tiếp ba ngôn ngữ này. Bởi vì các bạn thấy khi sinh viên của chúng ta ra trường, tức là các bạn đã đi hành nghiệp trên giang hồ, mà khi hành nghiệp trên giang hồ thì các bạn sẽ để lại lưu vết. Thì tôi thấy ngạc nhiên, sinh viên đại học Y Chính Viễn Thông các bạn rất ngoan. Khi tôi search ra Google chỉ search ra là sinh viên học viện Y Chính Viễn Thông, không có chém giết, không có gì hết, không có vết tích gì hết. Nhưng đến với sinh viên đại học FPT làm cởi chuồng, làm hách sơ tô chuồng. Nếu như sinh viên đẹp Bách Khoa thì vào nhà nghỉ, lừa gái đẹp, thất nghiệp và thậm chí cả hiếp dâm giết người của hết. Còn riêng sinh viên Phan Lý thì tôi xin chia buồn với các bạn là các bạn còn lon quá, chưa ra ràng cho nó chả có gì cả. Không có thông tin gì cả, tôi hoàn toàn không tìm được thông tin của sinh viên Phan Lý. Thậm chí khi tôi search một chỗ diễn đàn thì có một số bạn sinh viên năm thứ tư của Đúng Chính Viễn Thông, các bạn còn đưa lên với cái dòng đại khái là thất vọng và không biết định hướng như thế nào. Tóm lại ở đây là những cái mà tôi thấy là tôi so sánh với các trường, tôi thấy rất thú vị. Riêng sinh viên Đúng Chính Viễn Thông cực kỳ ngoan. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn.